kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, những ngày qua, lần đầu tiên trong lịch sử, cơ quan khí tượng phát cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 do mưa lớn ở hai tỉnh Đà Nẵng và Huế. Đáng nói, trong bối cảnh mưa lớn có diễn biến phức tạp, miền Trung đã xảy ra 2 người tử vong, 12 người mắc kẹt trong nước xiết. Mưa lớn miền Trung, 2 người tử vong, 12 người mắc kẹt trong nước xiết. Ngày 14 tháng 10, Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết, các lực lượng cứu hộ cứu nạn gồm Công an phường Hòa Khánh Nam, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an quận Liên Chiểu đã có mặt kịp thời, ứng cứu 12 người mắc kẹt trong mưa lụt. Vào 3 giờ sáng cùng ngày, đơn vị tiếp nhận tin báo từ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng về việc có nhiều người mắc kẹt do mưa ngập, nước chảy xiết tại K161, đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Ngay lập tức, Công an quận Liên Chiểu đã xuất xe cùng 7 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Tại hiện trường, ban chỉ huy cho tổ trinh sát hiện trường sử dụng phao tròn, áo phao, dây cứu nạn cứu hộ để di chuyển toàn bộ số người mắc kẹt tại đây đến nơi an toàn. Mực nước tại hiện trường lúc lực lượng chức năng tiếp cận sâu từ 0,8m, có điểm ngập sâu đến 2,2m. Sau 1 giờ 30 phút, lực lượng chức năng đã cứu và đưa 12 người mắc kẹt đến nơi tránh trú an toàn. Thông tin ban đầu, nhóm người mắc kẹt có đến 9 trẻ em, tuổi từ 5 đến 7 tuổi, 2 người già và 1 phụ nữ. Đến 5 giờ sáng cùng ngày, mọi công tác cứu nạn cứu hộ hoàn tất, đảm bảo an toàn. Theo Công an thành phố Đà Nẵng, để ứng phó tình hình mưa ngập, lực lượng đã huy động 100% quân số túc trực, hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ hỗ trợ dân di tản đến nơi an toàn. Trong đêm 13 tháng 10 và rạng sáng 14 tháng 10, tiểu đoàn cảnh sát cơ động với hơn 200 cán bộ chiến sĩ đã triển khai hỗ trợ giúp dân sơ tán di rời tài sản tại khu vực đường Mẹ Suốt, Hoàng Văn Thái. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ tổ chức tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ, ứng cứu người dân tại các khu vực ngập sâu, tập trung tại địa bàn quận Liên Chiểu. Ngày 14 tháng 10, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận sau nhiều giờ tích cực tìm kiếm, các thợ lặn đã tìm thấy thi thể nam sinh Thái Văn V, 13 tuổi, ngụ thôn 3, xã Cẩm Lĩnh vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày dưới chân cầu Trung Lĩnh thuộc địa phận thôn 5, xã Cẩm Lĩnh, cách hiện trường chừng 400m. Trước đó vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 13 tháng 10, em V theo cha và người em đi từ cầu tạm bắc qua sông Rác để xuống con thuyền của gia đình đang neo đậu ở trên sông Rác thì không may em V bị trượt chân rơi xuống sông. Tại thời điểm xảy ra sự việc, trên địa bàn có mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về nhiều khiến mực nước sông Rác dâng cao, chảy mạnh nên em V nhanh chóng bị nước cuốn đi. Em V đang học lớp 8 ở trường trung học cơ sở Cẩm Nhượng. Gia đình em V thuộc diện khó khăn, người bố thường mưu sinh đánh bắt cá trên sông. Ngày 14 tháng 10, chính quyền thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến thăm hỏi động viên gia đình ông Đặng Văn Bé, sinh năm 1972, ngụ phường Thủy Châu, người tử nạn khi đánh cá. Thông tin ban đầu cho biết, vào chiều ngày 13 tháng 10, ông Bé mang lưới đến cánh đồng nằm trong khu dân cư trên địa bàn tổ 7, phường Thủy Lương, Hương Thủy đánh bắt cá. Đến chiều tối cùng ngày, người thân không tìm thấy ông Bé trở về nên vội vã đi tìm. Khi mọi người đến trước một căn nhà trên đường Vân Dương, Thủy Lương thì phát hiện một đôi dép và một số tay lưới bùa cá của ông Bé nằm ở trên bờ nhưng không thấy người. Nghi có chuyện chẳng lành, gia đình nhờ người dân cùng phối hợp tìm kiếm. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày thì tìm thấy ông Bé trong trạng thái đã tử vong ở dưới nước. Trong ngày 13 tháng 10, do mưa lớn nên nhiều khu vực ở phường Thủy Châu và Thủy Lương bị ngập sâu, một số tuyến đường ngập từ 0,5 đến 1 mét. Đến sáng ngày 14 tháng 10, mưa đã giảm cường độ, lũ trên sông Hương cũng giảm hơn so với ngày 13 tháng 10. Các tuyến đường ngập úng trên địa bàn thành phố Huế đã thoát hết nước. Một số địa phương như thành phố Huế, Nam Đông, A Lưới, Hương Trà, Hương Thủy đã đi học trở lại. Còn lại một số vùng thấp trũng, huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Lộc tiếp tục cho học sinh nghỉ học. Thống kê bước đầu cho thấy, mưa lũ trong những ngày qua đã làm sạt lở bờ sông xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền với chiều dài 50m và đã khắc phục xong. Tại huyện Phú Vang, bờ biển bị sạt lở, các tuyến đường dân sinh có 7 điểm bị sạt lở với chiều dài 50m, vào sâu 5-7m. Tại tỉnh Quảng Nam trong 2 ngày qua, có mưa lớn khiến một số khu vực thấp trũng bị ngập cục bộ. Ngày 14 tháng 10, tuyến đường quốc lộ 14H, đoạn qua thôn Kiệu Châu, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên bị ngập sâu gần 1m, khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Lực lượng dân quân tự vệ có mặt từ sớm để điều phối và hướng dẫn các phương tiện di chuyển hướng khác. Người dân cho biết nước ngập từ chiều tối qua dâng lên từ sông bên cạnh.
đường bị ngập nước khiến một số xe chở khách tham quan khu đền tháp Mỹ Sơn phải quay đầu. Ngoài địa điểm nêu trên, tuyến quốc lộ 14H qua địa phận thành phố Hội An cũng bị ngập tại khu vực chợ Bà Lê, khiến cho phương tiện đi lại khó khăn. Mưa lớn kéo dài 2 ngày qua cũng đã làm cho nhiều tuyến đường huyết mạch tại khu vực miền núi của tỉnh Quảng Nam xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Ngày 14 tháng 10, tranh thủ lúc trời ngớt mưa, các lực lượng phương tiện đã tập trung khắc phục các điểm sạt lở. Theo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam, ngày 13 tháng 10, tỉnh lộ 611 từ huyện Quế Sơn lên huyện Nông Sơn bị chia cắt do sạt lở ta luy dương, đoạn qua đèo Le thuộc địa phận xã Quế Long, huyện Quế Sơn. Do trời tối, mưa lớn nên phải chờ đến rạng sáng nay, các lực lượng và phương tiện mới tiếp cận hiện trường để thông đường. Đến 7 giờ 45 phút sáng ngày 14 tháng 10, tuyến đường đã thông xe bước 1. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, trong ngày 13 và 14 tháng 10, tại tỉnh Quảng Nam có lượng mưa phổ biến từ 90 đến 170mm, có nơi lớn hơn như trạm Thủy Văn Nông Sơn 256mm, trạm đo mưa Núi Thành, huyện Núi Thành 268mm, trạm khí tượng Cù Lao Chàm, thành phố Hội An 332mm, trạm Thủy Văn Hội An 373mm, trạm Thủy Văn Giao Thủy, huyện Duy Xuyên 415mm, trạm Thủy Văn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc 450mm, trạm Thủy Văn Câu Lâu, huyện Duy Xuyên 483mm. Theo dự báo, từ nay đến ngày 16 tháng 10, tại tỉnh Quảng Nam tiếp tục có mưa lớn. Dù vậy, hiện nay các thủy điện ở phía thượng nguồn tỉnh Quảng Nam vẫn chưa tích đầy nước nên ít có nguy cơ xuất hiện lũ lớn tại Quảng Nam. Hàng trăm người bốc đá gia cố bờ ngăn nước nuốt nhà dân. Trước diễn biến mưa lớn kéo dài và xảy ra trên diện rộng, nước dâng cao sau trận mưa kéo dài khiến sông Ngàn Mọ, Hà Tĩnh xuất hiện nhiều điểm sạt lở, uy hiếp nhà dân. Chính quyền huy động gần 200 người, gồm công an, dân quân, phối hợp với người dân gia cố, khắc phục. Theo ông Võ Tá Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cho biết, do mưa lớn kéo dài và nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, nên những ngày qua, nhiều vị trí đất bên bờ sông Ngàn Mọ bị sạt lở, đe dọa đến nhà dân. Theo Chủ tịch xã Cẩm Duệ, đoạn qua địa bàn thôn Phương Trứ nhiều điểm sạt lở, có nơi kéo dài khoảng 50m, ăn sâu vào vườn và sạt lở công trình phụ trợ của người dân, nguy cơ mất an toàn về người và tài sản. Trước tình hình đó, ngày 14 tháng 10, chính quyền xã Cẩm Duệ huy động khoảng 200 người, vận chuyển gần 100 khối đá hộc, 50 chiếc lưới thép cùng hàng loạt cọc tre các loại, khẩn trương có mặt tại hiện trường để gia cố, khắc phục các khu vực bờ sông bị sạt lở. Theo ông Võ Tá Kỳ, trước mắt việc gia cố nhằm ngăn nguy cơ sạt lở bờ sông lan rộng, ăn sâu vào khu vực nhà dân. Còn về lâu dài, để đảm bảo an toàn cho cuộc sống và tài sản của người dân, chính quyền địa phương sẽ kiến nghị lên cấp trên, các ngành chức năng sớm nghiên cứu và có các giải pháp xử lý, khắc phục triệt để sạt lở, trong đó đầu tư kinh phí xây dựng tuyến bờ, kè bê tông, kiên cố. Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh cho biết, trong 24 giờ qua, khu vực tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Riêng khu vực Kỳ Anh mưa rất to, trong đó tại xã Kỳ Sơn ghi nhận 231mm. Dự báo từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10, trên các sông ở khu vực Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố từ 3 đến 8 mét, đỉnh lũ khả năng ở mức báo động 1, báo động 2. Lũ trên hạ lưu sông Ngàn Sâu, sông La dao động ở mức báo động 1. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và vùng úng ở các khu vực trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng ở các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thưa quý vị, trước tình trạng nước ngày một dâng cao, để phòng tránh thiệt hại về người và tài sản, các hộ dân sinh sống trong khu sạt lở, mưa lũ, ngập úng cần khẩn trương di dời người già, trẻ nhỏ và đồ đạc có giá trị lớn đến nơi an toàn, kê cao, trăng níu hàng hóa, phòng chống nước ngập gây hư hỏng và cuốn trôi. Tình hình mưa lũ tại các địa phương ra sao sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.